Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bài thứ tư mà chúng ta được học có chủ đề tự sự trong chuyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình. Văn bản Dương Phụ Hành của tác giả Cao Bá Quát. Các em hãy mở sách và chuẩn bị vở ghi để bắt đầu bài học nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu chung. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về tri thức thể hành. Thể hành thuộc thể thơ cổ phong, là một thể thơ ra đời ở Trung Quốc trước thơ Đường Luật, với câu thơ phổ biến là thơ ngũ ngôn hoặc tốt ngôn. Mỗi bài thơ từ 4 câu trở lên, không hạn định về độ dài, chỉ cần có vần điệu mà không cần đối nhau, cũng không cần tuân theo niềm luật. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả Cao Bá Quát. Cao Bá Quát sinh năm 1808 và mất năm 1855, nổi tiếng học rộng tài cao, đỗ cử nhân sớm nhưng lận đận trên con đường làm quan. Năm 1841, khi làm quan sơ khảo tại trường thi Thừa Thiên, vì vi phạm quy định nghiêm ngặt của việc chấm bài, ông phục dịch phái bộ đi công tác một số nước vùng Hạ Châu. Chuyến đi này tác động lớn đến nhận thức, tư tưởng của ông khi tiếp xúc với nền văn minh khác, với những màu sắc mới của cuộc sống nơi xứ lạ và phương xa. Cao Bá Quát sáng tác cả chữ Hán và chữ Nôm. Thơ văn của ông thì rất phong phú về đề tài, thể hiện tình cảm tha thiết gắn bó với gia đình, quê hương, đồng cảm với những thân phận cùng khổ. Ông mang đến cái nhìn nhân văn, tinh thần dân chủ của một nghệ sĩ có tâm hồn rộng mở, phóng khoáng, sẵn sàng đón nhận và trân trọng những nét đẹp mới mẻ, xa lạ truyền thống. Một số tác phẩm của ông thì hiện còn 1.353 bài thơ và 21 bài văn xuôi, gồm 11 bài viết theo thể ký hoặc luận văn và 10 truyện ngắn viết theo thể truyền kỳ. Về hoàn cảnh xuất xứ của tác phẩm, tác phẩm Dương Phụ Hành được viết vào thời gian từ năm 1842 đến năm 1843 khi Cao Bá Quát đi dương trình hiệu lực sang Indonesia. Ở chuyến đi xa xôi đó, ông có dịp tiếp xúc với những người châu Âu, thấy nhiều điều mới lạ. Nhà thơ Cao Bá Quát đã sáng tác nên bài thơ Dương Phụ Hành để nói lên tâm tư của mình. Ta có thể ví thơ ông giống như một cây đàn, điệu hết sức phong phú và mới mẻ. Điều đó được bộc lộ rất rõ nét trong nội dung và cảm hứng sáng tác. Toàn bộ bức tranh của nhà thơ được khắc họa đầy gợi cảm và ngọt ngào về hình ảnh người thiếu phụ Tây Dương, từ những hành động cử chỉ thân mật đáng yêu của đôi vợ chồng người phương Tây. Và dù khoảnh khắc ấy đã được Cao Bá Quát quan sát và miêu tả một cách chân thực, rất sinh động, nhưng dường như những chi tiết ấy chỉ đóng vai trò trong dồn nén cảm xúc khi rời tới dòng thơ cuối cùng. Người thi sĩ ấy chẳng thể kìm hãm sự rối bời và nỗi thống khổ được nữa. Để tìm hiểu về chi tiết bài thơ, chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu văn bản. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về hình ảnh người thiếu phụ Tây Dương. Về hình ảnh của người thiếu phụ. Thời gian ở đây được nói đến đó chính là một buổi tối. Và không gian đó chính là dưới bóng trăng thanh. Và có một sự việc được tác giả nói đến, đó chính là người phụ nữ Tây Phương tựa vai người chồng trong đêm trăng thâu, tiểu tiết trò chuyện thân mật. Và các chi tiết miêu tả người thiếu phụ phương Tây, đó chính là gì ạ? Áo trắng phau này, tựa vào vai chồng, kéo chồng thì thầm nói, tay cầm một cốc sữa, núng nịu đòi chồng đỡ dậy. Tất cả những chi tiết đó làm nổi bật lên hình ảnh một người phụ nữ đang làm nũng người chồng của mình. Nàng muốn được chồng yêu chiều chuộng và cảm thấy hạnh phúc khi làm những hành động đấy. Đây cũng là cách tác giả muốn nói đến người phương Tây. Họ luôn cởi mở, phóng khoáng và không e ngại khi làm những hành động như vậy ở nơi công cộng, bởi theo họ, vợ chồng yêu nhau là hết sức bình thường. Thiếu phụ Tây Dương áo trắng phau, tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu, ngó thuyền nam thấy đèn le lói, kéo áo rì rầm nói với nhau. Hững hờ cốc sữa biếng cầm tay,
Gió bể đêm sương thổi lạnh thay, uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy, biết đâu nỗi khách biệt ly này. Sau khi miêu tả hình ảnh người thiếu phụ thì chúng ta sẽ thấy được cảm xúc của tác giả khi nhìn thấy cảnh tượng. Đầu tiên đó chính là người thiếu phụ tây dương áo trắng phau. Chúng ta nhận thấy một số điểm khác nhau giữa bản dịch thơ và bản phiên âm. Ví dụ như ở câu thơ thứ nhất, y như tuyết, áo trắng như tuyết, hình ảnh so sánh được dịch là áo trắng phau. Hình ảnh này thì trong bản dịch thơ chỉ gợi màu sắc, không làm toát lên được ý nói về vẻ đẹp thanh khiết. Hơn nữa, chưa thể hiện được cái nhìn đầy thiện cảm của nhân vật trữ tình đối với đối tượng quan sát. Trong thơ Cổ Phương Đông, băng tuyết là biểu tượng cho vẻ đẹp trong trắng, thanh khiết, mai cốt cách, tuyết tinh thần, thói nhà băng tuyết, chất hàng phí phong. Còn ở câu 7 thì từ phiên thân nghiêng mình lại được dịch thành uốn éo. Câu thơ này cho thấy sự phóng túng xa hoa trong cách ăn mặc của người phương Tây khiến cho tác giả có phần lạ lẫm. Tiếp theo đó chính là tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu, ngó thuyền nam thấy đèn le lói, kéo áo rì rầm nói với nhau. Hình ảnh người thiếu phụ tựa vai chồng một cách âu yếm hạnh phúc khiến tác giả có chút ghen tị khi nhìn lại hoàn cảnh của mình. Hững hờ, cốc sữa biếng cầm tay, gió bể đêm sương thổi lạnh thay. Đó là một khung cảnh ban đêm tĩnh lặng, gió lạnh khiến nỗi buồn của tác giả ngày càng dâng trào. Uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy. Ở câu 7, từ phiên thân, nghiêng mình được dịch là uốn éo. Cách dịch này thì tuy chưa truyền tải được nét nghĩa miêu tả hình dáng, tư thế, nhưng lại chưa thật phù hợp với sắc thái biểu cảm của từ trong nguyên tác vốn chỉ vẻ nũng nịu duyên dáng của người phụ nữ. Ở đây, người thiếu phụ tiếp tục làm nũng chồng, khiến cho tác giả càng thêm buồn vì tình cảnh lẻ loi cô độc nơi đất khách quê người của mình. Và ở câu cuối cùng, biết đâu nỗi khách ly biệt này. Đó chính là nỗi buồn, cô đơn của tác giả được đẩy lên cao trào và thốt ra thành lời. Tác giả thương thay cho thân phận đất khách quê người và tình cảnh lẻ loi cô độc của mình. Qua các chi tiết miêu tả người thiếu phụ phương Tây như trang phục, tư thế, cử chỉ, điệu bộ, phong thái, cho chúng ta thấy được đặc điểm nổi bật của hình tượng người thiếu phụ ở đây, đó chính là một vẻ ngoài sang trọng, trẻ trung, duyên dáng với màu sắc trắng thanh khiết, nổi bật trên nền khung cảnh đêm trăng, cử chỉ điệu bộ, tựa vai chồng, kéo áo chồng, nghiêng mình đòi chồng đỡ dậy rất tự nhiên, chủ động và yêu kiều. Và nét sinh hoạt biểu thị trong cuộc sống sung túc và đầm ấm, hạnh phúc cầm cốc sữa một cách hững hờ, thể hiện tình yêu chồng, hạnh phúc của những người phụ nữ được chồng yêu thương, chiều chuộng bằng những cử chỉ, điệu bộ thân mật và nũng nịu. Và với thái độ của tác giả được thể hiện qua cái nhìn của nhà nho, đồng thời cũng là một nhà phương Đông. Theo như quan niệm nho giáo về vị trí của người phụ nữ trong gia đình, trong mối quan hệ với người chồng, người vợ có nghĩa vụ nâng khăn sửa túi, chăm sóc, chiều chuộng chồng, cư xử với chồng một cách khiêm nhường lễ phép. Đó là hình mẫu lý tưởng của người vợ hiền đức, là nàng mệnh quan, cửa án tề mi. Mỗi lúc dâng cơm cho chồng đều nâng lên ngang mày để thể hiện sự kính trọng. Vì vậy chúng ta sẽ hiểu được thái độ ngạc nhiên và cảm giác ngỡ ngàng của nhà nho khi quan sát chứng kiến những điều mới mẻ, xa lạ mà không hề kỳ thị, không có ý phủ định. Trái lại thì cách miêu tả thể hiện cái nhìn khách quan, tinh thần cởi mở và sự tôn trọng. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi thứ 3 và thứ 4 ở trong sách giáo khoa ngữ văn sau khi đọc trang 109. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tâm trạng của nhà thơ. Câu thơ cuối cùng tương phản với 7 câu thơ trước đó, nhà thơ tự hỏi chính mình. Biết đâu nỗi khách ly biệt này. Câu thơ cuối trở thành câu thơ hay nhất của bài thơ Dương Phụ Hành. Chúng ta khâm phục, chia sẻ với những khát vọng nhân đạo chủ nghĩa ở nhà thơ. Chúng ta càng đau đớn với tấm lòng giàu yêu thương của ông. Cao bá quát sừng sững một khí phách và cũng biết bao ân tình một trái tim dạt dào mềm yếu.
Người thì đang hạnh phúc sum họp, còn nhà thơ thì đang sống trong nỗi đau buồn và nỗi cô đơn của cảnh biệt ly. Nỗi đau càng được nhân lên nhiều lần trong cảnh Ngộ phải đi dương trình hiệu lực. Tài năng bị dập vùi, công danh bị dở dang, một kẻ sĩ trải qua nhiều cay đắng trên con đường hoàn lộ. Chỉ một câu thơ mà nói lên được bao điều tâm sự. Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong câu thơ kết chính là nỗi nhớ khi xa quê, xa gia đình. Bên cạnh đó thì câu thơ còn thể hiện tính nhân văn, một góc nhìn mới mẻ rất hiện đại. Ông như được mở mang đầu óc sau chuyến đi đó. Qua bài thơ, người đọc thấy được cái nhìn đa sầu đa cảm và tư tưởng tiến bộ của nhà thơ. Người phụ nữ trong xã hội này cần được yêu thương, chăm sóc, có quyền nũng nịu người chồng của mình, chứ không phải như người phụ nữ phương Đông, vất vả, khổ cực, muốn chồng san sẻ một chút cũng khó. Qua đó cũng thể hiện được tâm hồn phóng khoáng đầy nhân văn của tác giả. Tác giả cũng mong muốn có một gia đình ấm no, hạnh phúc, cũng được khai sáng hơn sau chuyến đi này, mở ra một góc nhìn thoáng hơn, mới hơn và hiện đại hơn. Mạch cảm xúc của bài thơ không đóng lại ở câu kết. Trái lại, lời trách của người nam đang trong cảnh biệt ly khiến mạch cảm xúc ấy được tiếp nối mở rộng hơn. Bởi lẽ đây là khoảnh khắc nhân vật trữ tình trực tiếp xuất hiện để bày tỏ cảm xúc, thái độ trước những điều trông thấy và gửi gắm nỗi niềm tâm sự. Cảnh biệt ly của người nam càng làm nổi bật thêm cảnh vợ chồng người ta sum vầy, quấn quýt, yêu thương, chiều chuộng nhau. Cái hồn nhiên, vô tình của người thiếu phụ đang yêu và được yêu càng khơi thêm mối sầu ly biệt, nỗi nhớ thương da diết, khát vọng đoàn tụ trong lòng người thơ Cao Bá Quát. Để khái quát lại các tri thức mà chúng mình vừa học, chúng ta sẽ chuyển sang phần tổng kết. Về nội dung, Dương Phụ Hành là một bài thơ hay khi tác giả khắc họa chân dung người thiếu phụ phương Tây. Qua đó nhà thơ nghĩ về giai nhân và tài tử, về hạnh phúc trong sum họp và nỗi đau trong ly biệt. Trong chuyến đi này, ông có dịp tiếp xúc với những người châu Âu, thấy nhiều điều mới lạ. Và về nghệ thuật, thể hành được viết lối đơn giản nhưng dễ hiểu, và lời thơ mộc mạc chứa ý nghĩa sâu sắc. Như vậy, trong bài 4, văn bản Dương Phụ Hành, các em đã được cung cấp những tri thức cơ bản nhất, đó là tri thức về thơ. Các em hãy truy cập vào trang lờigiaihay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở các bài học sau. Xin chào các em!